Đây, quê ở Hải Phòng thì sướng chỗ nào? Sướng ở đây chứ đâu. Tôi được mời tham dự với cái team building của công ty uh, Pit Haman. Thì thực ra cũng là cái công ty tôi đồng sáng lập mình nhưng mà tôi bán hết cổ phần để đi ăn sạp Hà Nội rồi. Thế nên là không có đồng nào. Rồi ôi, nhìn quả villa có bàn bia đã kết rồi. Quay luôn cái không gian bên trong cho anh em xem nhá. Cũng rộng rãi thoáng mát. Hồ bơi, hồ biết là đầy đủ. Nói chung là những cái gì tối thiểu phải có ở một cái villa. Cơ mà giờ mới là cái đoạn quan trọng này đấy chính là khui hải sản. Ừ, rồi ôi, đặt tôm, đặt cua từ quê nhà lên tận Tam Đảo. Đấy. Để ăn. mấy năm đi review rồi mà cái lần đầu tiên ăn con cua hoàng đế lại là đi ăn ké ngoài hai con cua này ra thì có mấy con tôm anh em ạ dân vùng biển thì chỉ thế thôi ăn phải ăn cua con tôm là no ấy mà cái đoạn này là bố pít bố ấy đang bắt mọi người xếp gọn vào để cho bố ấy quay ok luôn bạn nhá nói chung là nhìn thì trông ít thế này thôi nhưng mà còn phải ăn thêm thịt bò với cả các thứ khác nữa anh em Chứ ạ Chứ mỗi hải sản không lại ngấy giờ ra kiểm tra xem ở các đầu bếp làm việc như nào nói chung là phần chế biến này cũng sơ qua là xong rồi chuẩn bị ăn thôi đây phải nói là một cái bữa tiệc mà thịnh soạn nhất mà tôi từng được tham gia trong cuộc đời Cũng là ăn lẩu đấy nhưng mà lẩu này nó lạ lắm Nói chung là có ít tôm, ít cua, ít ghẹ anh em chia nhau ăn thôi À đấy còn cả mấy miếng bê bê nữa nói thật với anh em là ai chưa biết ăn bề bề thì không thích ăn chứ còn một khi đã biết ăn rồi thì mê lắm tôi là tôi cứ đánh chén trước mực với cả cua anh em ạ chả mấy khi ăn cua hoàng đế chấm cùng với cái nước sốt chấm này làm miếng vâng lại là bạn nam đang dạy tôi cách rút thịt ra khỏi vỏ bạn rút xong rồi bạn cho mình luôn thì mới hoàn hảo <laughs> thôi nói chung là đồ ăn ngon này mà cầm máy quay lên thì nó lại mất ngon đây là tôi xin phép tạm dừng tại đây để tôi ngồi ăn đã nhá ba anh em